đầu tiên mình sẽ dùng 3 con bóng led nối tiếp với nhau. Và mình sẽ sử dụng con điện trở 2 ohm. Và như vậy thì nó sẽ sáng đúng được với công suất của bóng. Vì thế mà nếu mà các bạn đấu 3 bóng led siêu sáng nối tiếp với nhau từ nguồn bình ắc quy 12V thì các bạn sử dụng điện trở từ 2 đến 7 ohm, nó sẽ sáng đúng với cái công suất của bóng, và nếu các bạn sáng kém hơn thì các bạn tăng điện trở lên 10 ohm. Bây giờ giả sử như mình đấu 2 bóng led thôi, vậy thì cần phải dùng con điện trở bao nhiêu ohm? Ở đây mình lấy con điện trở 15 ohm đấu nối tiếp với 2 bóng led. Thì nó sẽ sáng đúng với cái công suất của bóng. Tuy nhiên thì một lúc sau mình sờ tay thì thấy nóng. Lý do là bóng led siêu sáng tiêu thụ công suất rất là lớn, cho nên hãm qua điện trở là một cái việc vấn đề, là từ cái số vôn cao xuống số vôn thấp là một cái vấn đề không phải thượng sách. Tuy nhiên nếu các bạn cần thiết thì bạn có thể dùng con điện trở sứ có công suất cao hơn để thắp. Bây giờ giả sử mình đấu một bóng led, vậy thì cần phải dùng điện trở bao nhiêu ohm? Ở đây mình sử dụng con điện trở 22 ohm. Thì nó sẽ sáng đúng với công suất của bóng. Tuy nhiên một lúc sau thì mình sờ tay thì thấy là nó rất là nóng, thậm chí là nó còn nóng hơn. Vì thế biện pháp mà dùng điện trở để thắp bóng led siêu sáng từ bật quy 12V hạ xuống còn 3V là một vấn đề là không phải là tối ưu. Mình sẽ lấy một cái IC7805 để hãm từ 12V xuống còn 5V để thắp cho bóng led siêu sáng. Bởi vì IC7805 sẽ hãm xuống còn 5V. Còn 5V, và so với cái nguồn của bóng led siêu sáng thì là nó hơi cao. Chính vì thế mình đã đấu qua một con điện trở từ 2 cho đến 5 ohm. Tất nhiên là tùy theo từng loại bóng led, có loại nó sẽ chịu đựng lên đến 5V 805, tuy nhiên loại chỉ có 37,7V thì các bạn bắt buộc phải đấu qua con điện trở từ 2 cho đến 5 ohm. Như vậy thì nó sẽ gánh bớt đi cái điện áp dư thừa và sẽ